Mèo chê mèo dài đuôi, flop Vương Hứa Khải chê bạn diễn không hot. Búp bê cổ trang Điền Hi Vi bị cho không xứng đóng cùng Hứa Khải. Vì bao năm diễn chính vẫn kém. Còn Hứa Khải vừa xuất đạo đã đại bạo. Sinet cười từ sáng đến đêm, khi Hứa Khải được cả dàn tiểu hoa đình đám hộ giá vẫn không hot, cỡ này còn chê người ta. Hứa Khải dương mịch, tạch. Hứa Khải, na chát, tạch. Hứa Khải, cảnh điềm, tạch. Vậy là hot dữ chưa? Phim flop đều đều nhưng vẫn được đóng chính, thậm chí tác phẩm về tay không ngừng. Sự tồn tại của Hứa Khải trong giới giải trí hoa ngữ đã khiến nhiều người phải đặt nghi vấn. Không ít cư dân mạng gọi anh là thái tử của nền tảng phát sóng, bởi dù có flop cỡ nào, phim chiếu ra thành tích kém ra sao thì Hứa Khải vẫn mãi được chọn là nam chính. Liên tiếp những biệt danh được netizen đặt ra cho Hứa Khải như flop vương, ông hoàng phim rác vẫn không thể ngăn cản việc Hứa Khải được đóng phim mới. Và dạo gần đây, fan của nam diễn viên còn quá đáng hơn khi lên mặt đi chê bạn diễn, dù cho idol của họ cũng chẳng phải thuộc hàng đỉnh lưu hay có tác phẩm đại bạo gì. Cụ thể, có thông tin cho rằng bộ phim cổ trang Tử Dạ Quy sẽ sớm khai máy, nam nữ chính được cho là Hứa Khải và Điền Hi Vi. Như lẽ thường thì chờ ngày phim bấm máy là diễn viên và đoàn, fan ai nhà nấy support, nhưng không. Fan của Hứa Khải lần này lại bất ngờ gây chuyện khi đồng loạt lên tiếng phản đối, không cho idol đóng cùng Điền Hi Vi, chê cô này không có danh tiếng, đóng phim bao năm rồi vẫn flop. Theo đó, fan của Hứa Khải đưa ra nhiều lý do, cho rằng Điền Hi Vi đóng nhiều phim nhưng mãi không nổi, chê cô thể hàn, có thể ảnh hưởng đến Hứa Khải. Hài hước hơn là fan Hứa Khải flex idol mình, khoe anh vừa xuất đạo đã đại bạo. Netizen lập tức mỉa mai, cho rằng nếu tính đại bạo thì chỉ có Diên Hy Công Lược, mà bộ phim này Hứa Khải chỉ đóng phụ. Việc fan Hứa Khải chê nữ chính đã khiến fan Điền Hi Vi vô cùng bức xúc. Đến người qua đường dù từng không ưa Điền Hi Vi vì ồn ào tranh vai với Lý Lan Địch năm xưa, cũng không thể chấp nhận màn náo loạn này của fan Hứa Khải. Lý do lớn nhất là bởi bản thân Hứa Khải cũng chẳng hot hơn người ta bao nhiêu, liên tiếp có phim chiếu nhưng thành tích thật sự không muốn nhìn. Được rất nhiều tiểu hoa có danh tiếng tới hộ giá, song phim của Hứa Khải gần như một đường đi xuống. Điển hình có thể kể đến Định Luật Tình Yêu 80-20 đóng với Dương Mịch, hẳn là tiểu hoa hàng đầu lứa 85, nhưng đóng với Hứa Khải là danh tiếng xuống nấy. Hai trong năm nay, liên tiếp hai bộ phim đóng cùng của Lực Na Chát và Cảnh Điềm cũng đều có thành tích vô cùng thảm thương. Đặc biệt, bộ Lạc Du Nguyên hợp tác với Cảnh Điềm, dù cả hai có xào couple cháy chảo thì phim vẫn chẳng có tiếng gió. Gần nhất, cặp đôi xuất hiện chung trên thảm đỏ vô cùng tình tứ, nhưng tất cả sự chú ý đều tập trung vào vẻ ngoài hoàn hảo của cả hai, chứ phim mà anh chị đóng chung thì chẳng còn ai nhớ. Lại nói về Điền Hi Vi, người mà fan Hứa Khải chê thể hàn, đóng mãi không nổi, có khi còn gây ấn tượng với khán giả nhiều hơn. Ít nhất trong khoảng một năm trở lại đây, Điền Hi Vi có Khanh Khanh Nhật Thường đóng cùng Bạch Kính Đình là gây bão. Thực tế, nhìn lại dàn tiểu hoa hợp tác với Hứa Khải thì hầu hết đều có khả năng gánh phim. Sau Dương Mịch, nam diễn viên còn phim đóng cùng Đàm Tùng Vận và Dương Tử. Đây đều là những sao nữ có khả năng gánh phim cực đỉnh, cỡ Hứa Khải, phải đóng với những mỹ nhân này mới có cơ hội gây chú ý. Còn Điền Hi Vi, khả năng gánh phim của cô chưa tốt nên fan Hứa Khải chê cũng phải.